Hiện nay tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân có một trại nuôi hổ ở cồn Tàu Voi với 11 cá thể hổ trưởng thành. Đây là số hổ do ông Nguyễn Mậu Chiến nuôi nhốt trái phép đã bị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2007. Sau đó được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho hộ gia đình ông Chiến tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng. Trên cơ sở đó, năm 2012, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận trại nuôi hổ cho gia đình ông Chiến trong thời hạn 5 năm. Đến ngày 22 tháng 5 năm 2017, giấy chứng nhận này đã hết thời hạn. Nhưng đến nay, việc cấp lại giấy chứng nhận nuôi hổ vẫn chưa thể thực hiện được. Trong khi đó, việc chuyển giao các cá thể hổ này cho các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã cũng không thực hiện được do không có trung tâm nào đồng ý tiếp nhận chăm nuôi, bảo tồn số hổ này. Đối với gia đình thì lâu nay vẫn cứ phải cố gắng duy trì để chăn nuôi, và nguyện vọng của gia đình vẫn đề nghị các cơ quan chuyên môn cố gắng tạo điều kiện cấp phép để gia đình tiếp tục nuôi dưỡng và để làm một khu du lịch. Chúng tôi cũng đang tham mưu cho tỉnh và Sở Nông nghiệp là xin ý kiến của Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp về cái hướng dẫn thêm về cái để thực hiện theo đúng cái quy định trong cái việc quản lý đối với cái trại nuôi này. Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là hai cái bộ có những cái hướng dẫn cụ thể hơn để cho chúng tôi tham mưu cho tỉnh để có những cái vấn đề mà đối với lại quản lý đối với cái trại nuôi cho nó đúng theo cái quy định. Ngoài ra, hiện trên địa bàn tỉnh còn 4 gia đình đang chăm sóc 4 cá thể gấu ngựa. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã gắn chip để theo dõi số gấu này và tuyên truyền cho các gia đình không sử dụng gấu nuôi vào mục đích trích hút mật, không để gấu bị đói, rét, ốm chết không rõ nguyên nhân. Đa phần các chủ nuôi đều đồng ý chuyển giao gấu cho các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã khi có kế hoạch của nhà nước và đề nghị được hỗ trợ một phần kinh phí trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc. Bàn giao thì gia đình hoàn toàn nhất trí thôi, thế nhưng còn có cái là cái này là cái mà gia đình đã được cấp phép, cho nên là cái giá trị của cái vật nuôi thì phải được bàn bạc giữa hai bên, thỏa thuận giữa cái bên nhận và bên cho. Tuy nhiên, do nhà nước chưa có cơ chế tài chính để hỗ trợ cho vấn đề này nên việc chuyển giao còn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi là cái cơ quan quản lý cũng mong muốn là nhà nước có một cái chính sách để mà hỗ trợ cho các cái hộ gia đình có đang nuôi hổ và gấu này để mà chuyển các cái cá thể này cho các trung tâm cứu hộ để họ có cái điều kiện chăm sóc theo được, đảm bảo theo đúng cái quy định của pháp luật. Trong khi chờ ý kiến của các bộ ngành có liên quan, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa vẫn đang tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với việc chăm sóc các cá thể hổ và gấu này, phòng tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra như xâm hại động vật quý hiếm hoặc đe dọa an toàn của cư dân xung quanh.